Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Mỹ Á. Thì hôm nay là ngày mừng thọ vị hòa thượng sư cả chùa Mỹ Á quý vị. Hôm nay ông tròn 70 tuổi. Thì tới tháng 3 này là lễ Tết người Khmer cho năm Khmer đó quý vị. Thì ông được 71 tuổi. Giờ mừng thọ ông 70 tuổi. Hôm nay Phật tử tới rất đông luôn. Ở Chi Lăng, tỉnh Biên An Giang. Có khách lại. Khách lại mừng thọ vị hòa thượng. Đi ha, cả lại na rộp phê sẽ chạy tiến có ọt đăng đề. Ở đây dưới kia, vầy dưới bà chạy lưng sông chùi đoàn quạt thong ná. À, bà chạm ca nâu mốc rô mà hà xa nâng. Cả nà đài miên bà xong bà ốp bà chi. Còn khoai, nè bà đệ xoăn thả rạ nếch dân tráo nòm. Ê nòm quạt nâng tàu 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 phôi tình ha. Đây là trường học ở chùa Mỹ Á quý vị. Trường học xây quá đẹp. Chùa Bạch Vành công bộ vị kia sân quý quý chốt vào. Thấy khang sát xa la ẩn tê và sân đầu khang cho đọc thấy mật chú có ban hài hòm cả nè xông bật thế ra đi ca chun đòn và xong bà cả nà cục ông thạ miên đậm nâng thạm bà ốp bạch chí vọt sở lông bà vui lơ đòi bạch chí vọt bọt bọt sân tiếng chạy tụ tư bà chô bọc vương đọc đồng cách cao vị thí bắn và chồng răng phát chôn bà ốp bạch chí bà sơ bản đạp bạch nhá chồng cạ trong ngày đi xôm ọp ọ xa tô đi bọn xôm ọp ọ xa tô. Ê, khuôi khuôi nơi xa là khó cho bà khắc nó ổn bằng những rịp chọc. Rịp chọc. Căn ca đi đập bay. Hài hòm, ổn bằng nào, chỉ mùi bà ổn bộ vị trí. Bà chào đi cá. Chỉ bà bà trái xong, mùi lơ đôi. Bà chào đi cá bà khả nà của bà ổn. Đập bay những hài hòm, ổn bằng nào đứng. Tức bà lên, bọc sắp bốc đập bay rịp chọc cả vị trí kia bà to tiền. Đối chơi hai, xôn mà rất tình yêu.
Tiếng
cân lại rộng khách cân nâng rìa ô kì chìa rìa thò mìa thơ bật đầy rộng mau cân lại asana khang lạch nâng bần to màu tiết ôm rốt tên nìa nị môn rìa ô kì chìa đầy miên vô xa lùng đập đầm đáy mau asana khang cân nâng xôm rốt tên nìa nị môn rìa ô kì chìa vôn bà lại mìa đâm bay lang mau cắn bóng sắp bốc đại bàn rịp chồng chồng bố phía chào át thị ca phía thê ra nụ thê ra trô bà ông xôm ả rõ tà nê nê môn bà ông đâm bay cung nâu khnung rôn thang lạch đại cả nạc ca mạc ca bàn chặt tăng nâng rịp chồng rôi chỉ sạch chân tê khnung cả nạc bê nê khnum bà kà rà xôm xoa công kia rì vẹt nâng xôm thang nấu sạch đây xoa công cho bố ra ông của chiên dưới ta bố bò thì xa tông rôn khang lách bố nâng miệng đôi to tổng
dùng Việt Nam ai kể rìa sợi phiếp sụp hẹp mạng cơ Phải bốt thật sát sát vọt bỏ lại miền Ngài chăn phụng buôn ca hai phó là côn năm thọc Phanh chất sát bốt thật sát cả ai phí phí anh trăm rồi hốc sập rộng phì Trâu nâng ngài tì đọc rộng bay hai mịn nế năm phí phí anh mà phê buôn Vì ra căm mà vị thi rô miền mùi Sốt bọt lực tông chiết nâng tông sát sát Bần tọc mọc nịt môn bà ô phê chia Phải xong cực ông sốt chì dân tàu Phi lãnh bộ bạc hát nâng ô tu sư niêm tâm nàng chô ruộng Bay rô băm bát ca Buôn an chi vọc phổ vọt Pram mật tết chô ruộng rô bọc nạc đập ngòm Trầm mùi mật tết chô ruộng rô bọc bà ô phê chia vọt bà lai miệt Trong phí, anh chơi thân nạc đất nông tam cổ xuông, trọc kênh bạch ca ảnh lúc xa rì. Trong phí, nịp môn phá xong nô vọt, trọc kênh bạch ca ảnh lúc xa rì. Trong buôn, bóng hóc bạch bao bánh chọc căm mạc vị thị. Kính thưa quý ngài, quý vị quan khách, trước khi vào nội dung của buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình lễ gồm các nội dung cụ thể như sau. Một, chào quốc kỳ và đạo kỳ. Học kinh chúc phúc. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Tiết mục văn nghệ rò băm múa hoa. 4. Thông qua tiểu sử tóm tắt của chùa Phủ Hòa Thượng Châu Cắc. 5. Phát biểu của lãnh đạo cơ quan nhà nước. 6. Phát biểu của Hòa Thượng Châu Cắc. 7. Mời lãnh đạo các ngành các cấp tặng quà lưu niệm. 8. Mời các vị sư đại diện các vị sư trong chùa Mỹ Á tặng quà lưu niệm cho Hòa Thượng Châu Cắc. 9. Thả bóng bóng và kết thúc chương trình. Xong, anh chơi bóng bóng triêm Eriya Bọt đập bay sốt bọt lớn tung chiết nâng tung sasana. Sau đó, niệm ăn đức Phật cầu gia hộ và các vị sư trong chùa Phật Kinh Quốc Phúc.
Hòa thượng Somano Chao Sơn Hy, quỹ viên ban chấp hành
và là Phó hội Phật giáo Việt Nam, là cả sư cả chùa Bồ Bảo Phổ Thiên Nhiên, chùa Sà Lôn Chi Tôn xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía chính quyền xin phép với các vị, thì do thời gian không cho phép thì xin phép giới thiệu bằng tiếng Việt. Về phía chính quyền cấp tỉnh, xin trân trọng giới thiệu ông Châu Bơ, Phó trưởng ban Dân chủ Pháp luật Dân tộc Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh An Giang. Về chính quyền cấp thị xã, xin trân trọng được giới thiệu ông Châu Phi Rôn, Ủy viên ban Thường vụ Thị ủy, trưởng ban Nhân dân Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên. Ông Lâm Văn Bá, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên. Ông Lý Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Thường vụ thị xã Tân Uyên. Ông Phan Thanh Huy, Phó trưởng Công an thị xã Tân Uyên. Về chính quyền cấp xã, xin trân trọng được giới thiệu ông Nguyễn Văn Dương, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Núi Voi. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Núi Voi. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, trưởng khối giận phường Núi Voi. Ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Núi Voi. Ông Ngô Hùng, ông Trần Văn Đợi, Phó Bí thư Đảng ủy, trưởng khối giận phường Chi Lăng. Ông Ngô Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng. Ông Lê Văn Trọng, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận, xin lỗi, Phó Chủ tịch Hội Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi. Về phía đại diện cho các tôn giáo, xin trân trọng được giới thiệu Hòa Thượng Châu Ti, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xôm, ở tư xin niệm, Prea Mật Trây Xong, Prea Xong, Prea Chào Ất Thị Ca, Sơ Con, Cả Nát Cá Mạc Ca, Thân Nát Đắc Nông, Phật Tập Bò Rê Sát Tàng O, Đại Miên Quát Tâm Miên Thân Nông Tây Ni, Xôm Ông Bị Thị Càng Mùl, O O Sa Tô Rồm. Cùng các cơ quan ban ngành của tỉnh, thị xã Tân Uyên, các xã phường, các vị sư trong chùa Phra Lai Biết và toàn thể bà con Phật tử đến dự, đề nghị cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng chung. Chia phần to một số bình chân Krum Rọc Băm Mò Pi Khai Tra Vinh Sầm Đai Bằng Hai Ta Sà Nay Dược Hiệp Chuôn Ông Bị Thị. Tiếp theo chương trình, để thay đổi một không khí, xin trân trọng quý mời quý vị cùng đến với chương trình văn nghệ với tiết mục múa được mang tên Rô Băng Múa Hoa do nhóm múa đến từ tỉnh Trà Vinh biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Sôm sôm lên ọp ọ xa tờ. Thiếu niên trao cắt sống chung với cha mẹ đến lúc 10 tuổi và cha mẹ đưa vào chùa để học lớp tiểu học tại xã Tú Tề, nay là phường Chi Lăng. Đến 15 tuổi thì xuất tu trở về giúp gia đình. Đến 15, năm 15 tuổi, 16 tuổi, cha mẹ cho đi học chữ Khmer tại chùa Pro Lai Miết, chùa Mỹ Á. Dưới sự chủ trì của tỳ khưu Sơ Văn Nắc Hê Châu Sung, thiếu niên Châu Cách đã cố gắng học hành, nghe lời giảng dạy của thầy. Sau này thì sư thầy tên Châu Sung cảm thấy mệt mỏi trong tu đạo, cũng xin phép bà con Phật tử của chùa để xuất tu. Sau khi sư thầy Châu Sung xuất tu, thiếu niên Châu Cách đã trở về sinh sống chung với cha mẹ. Từ tu sĩ nhỏ trở thành một tỳ kheo. Năm 1970, thiếu niên Châu Cách là một tu sĩ trẻ tại chùa Mỹ Á, chùa Pro Lai Miết hiện nay. Có thỉnh mời hòa thượng tên Châu Xuân từ chùa Chi Ca An dưới đến dự để chứng kiến làm thầy. Rồi sau đó, ngày tháng đã trôi qua. Cho đến năm 1973, tu sĩ nhỏ Châu Cách đủ 21 tuổi đã được thành một tỳ khu trụ trì tại chùa Mỹ Á, là do hòa thượng tên Cang chùa Chi Ca An trên gọi chùa Tức Phúc, huyện Chi Tôn. Hòa thượng tên Prat Âm chùa Xoài Tà Sông, sư cả tên Kha Lai chùa Pro Lai Miết tiến hành tổ chức công nhận thành một tỳ khu chính thức. Cho đến năm 1976, tỳ khu Sơ Văn Pa Nha Châu Cách đã nhận chức là sư cả của chùa Pro Lai Miết, chùa Mỹ Á. Đến năm 1979, thời gian đó đã đi theo với bà con Phật tử sinh sống tại xã An Nghiệp, huyện Cây Sách, tỉnh Hậu Giang. Năm 1980, phun sóc được an bình, thì tỳ khu Sơ Văn Pa Nha Châu Cách quay trở lại quê hương của mình. Về thành tích trong tôn giáo, dẫn dắt bà con Phật tử xây dựng một số thành tựu trong nhà chùa như sau. Năm 1980, tập hợp lực lượng các sư sãi cùng với bà con Phật tử sửa chữa hoàn thành nhà trường cũ thành mới. Năm 1981, dẫn dắt bà con Phật tử và sư sãi sửa chữa hoàn thành mới nơi an nghỉ cho sư cả đã viên tịch có tên Xuân. Năm 1983, dẫn dắt bà con Phật tử và sư sãi sửa chữa hoàn thành mới nhà ở 2 tầng là nhà ở của sư cả đang ở hiện nay. Năm 1989, dẫn dắt bà con Phật tử và sư sãi xây dựng cổng chào giáp với tỉnh lộ 948 đến năm 1991 mới hoàn thành. Năm 1991, đã dẫn dắt sư sãi cùng bà con Phật tử xây dựng nhà ăn mà lập tranh thành sala tranh khang trang mới bằng vật liệu kiên cố, cứng, bền hơn. Năm 2000, đã dẫn dắt sư sãi cùng bà con Phật tử làm đường vào chùa hoàn thành 100%. Năm 2007, đã dẫn dắt sư sãi cùng bà con Phật tử xây dựng hoàn thành hai cổng chùa hướng vào từ phía Nam và phía Đông. Năm 2010, đã dẫn dắt sư sãi cùng bà con Phật tử xây dựng lại ao cổ, ao hồi xưa của chùa, ao có tên là Mongkot Machalin Sowan Tuk Mien. Năm 2016, đã dẫn dắt sư sãi cùng bà con Phật tử xây dựng lại chánh điện, hiện nay đang tiếp tục sửa chữa trùng tu. Năm 2020, đã dẫn dắt sư sãi cùng bà con Phật tử xây dựng trường dạy tiếng Pali có 5 phòng học, thời gian xây dựng 12 tháng mới hoàn thành. Sa di Châu Cách vận động nhân dân đóng góp gạo, thức ăn giúp đỡ cách mạng do ông Quỳnh Thanh Dân là Hai Dân, huyện ủy viên huyện Chi Tôn, chính trị viên trung đội 2 là bí thư xã Cáp Quang trực tiếp nhận số lượng là 5 lần tại chùa Mỹ Á khoảng 15 giả gạo, khô, cá, trà và thuốc. Hòa thượng vận động các chùa trong thị xã Tịnh Biên thuộc hệ phái Mahanikaya, sư sãi và bà con Phật tử xây dựng phun sóc và xây dựng nông thôn mới như mở kênh Mỹ Á dài 2.000 mét để phục vụ cho trên 500 hecta đất hai vụ phường Núi Voi, xã Tân Lợi và phường Chi Lăng. Mở đường thoát nước lộ phường Núi Voi 1.500 mét, làm đường vào phun sóc 700 mét. Cắt 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trị giá là 375 triệu đồng. Vận động bà con dân tộc Khmer hiến đất, hiến cây và công lao động mở lộ giao thông nông thôn chiều ngang 5 mét
chiều dài 2.000 mét, trị giá 1 tỷ đồng, mở lộ từ chùa ra tỉnh lộ 948, chiều ngang là 5 mét, chiều dài 1.300 mét, thực hiện trồng cây cặp lộ trên đường. Với số lượng là 2.000 cây bạch đàn, đổ 200 xe đất, đắp lộ dài 200 mét đường vào phun sóc xã Tân Lợi, xây dựng và dép hồ nước tại chùa Mỹ Á, diện tích là 5.000 mét vuông, trị giá trên 700 triệu đồng, để có nước phục vụ trong mùa khô cho ba xã phường Tân Lợi, Núi Voi và Chi Lăng. Vận động mạnh thường quân tặng 50.000 cuốn tập, 5.000 cây viết cho học sinh dân tộc Khmer nghèo, xây dựng hệ thống điện đường, vận động học sinh ra lớp, mở các lớp dạy chữ Khmer cho các em nhỏ ở các xã phường lân cận trong thời gian nghỉ hè sau khi học tiếng Việt. Vận động bà con Phật tử chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương và hơn ước quy ước ở khu dân cư, nhân dân. Về cấp bậc trong Phật giáo, vào năm 1990 được sự cho phép và sự thống nhất của ba vị hòa thượng gồm có: một, hòa thượng Võ Văn Bi, chùa Chăn Râu; hai, hòa thượng Chao Phép, chùa Xoài Ông Công; ba, hòa thượng Prat Im, chùa Xoài Tà Sơn. Hòa thượng đã trải qua các chức vụ như sau: tháng 8 năm 1962 đến tháng 12 năm 1970 là học sinh trường trung học phổ thông Chi Lăng; tháng 12 năm 1970 đến tháng 5 năm 1976 giữ chức vụ tỳ khu tại chùa Mỹ Á, dạy chữ Khmer cho con em Phật tử. Ngày 19 tháng 7 năm 2001, Hòa thượng Sawan Panya Chao Cắt có nhận chức vụ Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tịnh Biên, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo hệ phái Mohanikai huyện Tịnh Biên, nay là thị xã Tịnh Biên. Ngày 28 tháng 1 năm 2008, chính thức bổ sung nhiệm vụ Hòa thượng là ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam, là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Năm 1983 là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tịnh Biên, là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được 4 nhiệm kỳ, là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện 4 nhiệm kỳ, tặng 9 bằng khen của Trung ương, 21 bằng khen cấp tỉnh, 62 giấy khen cấp huyện, 40 giấy khen cấp xã, được tạo một huy chương và 3 kỷ niệm chương của Trung ương. Cuối cùng, tôi xin chúc đến các vị hòa thượng, sư sãi và bà con Phật tử gặp nhiều hạnh phúc, thịnh vượng, tự do và gặp được bốn đức lành của Đức Phật, luôn luôn sống lâu, được thăng chức cao, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Xôm xâm lên ập ơ xa tơ. Xin trân trọng cảm ơn thượng tọa Thích Trung Diêu Quang. Và tiếp theo, xin trân trọng cung thỉnh hòa thượng Thích Tô Quảng, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tịnh Biên, lên tặng hoa cho hòa thượng Chao Cắt. Xôm ô xa tô. Xin cảm ơn và thưởng thức công quản. Bần tọp mau tiết, xôm ả rô tà nia bà ô bê chia khăn đà cao chào tì bà sơ thò mê thơ bà tay rôn nây sơ mạ công bà phút ở sà sà nà mạ chấm nâng chìa bà chào á tì ca vọt xoay xo tâm nớp đâm bay lan chung bạch bà ca kà nà xôm ả rô tà nia nì mòn. Viết chữ viết kinh đó.
Hòa Thượng viết kinh trên lá buông hay lắm. Sôm sno tẹt đai ọp ọ sa tơ. Sôm sâm lên sno ọp ọ sa tơ. Bần tọp mọc sôm Aratania Prea Opechia Thoma Vidiyo Giang Thep Prea Chao Atika Vot Sarai Mongkol Sako Paraj Đam Bay Lan Chun Kado Chia Anu Sari Sôm Aratania. Sôm Sno Sâm Lên Tia Đai Om O Sato. Bên tóc mọc sôm xin cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn ông Cho Bơ. Tiếp theo xin trân trọng kính mời Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh An Giang lên tặng quà cho Hòa Thượng Châu Cát. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đăng Khoa. Lăng quà này quá lớn. Xin cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn ông Châu Phi Rôm. Xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng. Xin cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Dương. Xin cho một tràng pháo tay. Cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn ông Trần Văn Đại. Tiếp theo xin trân trọng kính mời. Xin cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Hải. Bên tòa mọc sôm ni mốt. Sôm sôm lên ấp ơ sa tơ. À, đến dưới bị nữ. Sôm sôm lên ấp ơ sa tơ. Cảm ơn ông Thanh Tân Quyên. Xin cho một tràng pháo tay. Sôm sôm lên ấp ơ sa tơ. Xin trân trọng cảm ơn đại diện ban giám hiệu trường. Thượng tọa Thích Tiêu Quang,
ủy viên ban hội, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban trị sự kiêm chánh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lên thả bộ phố. Xin trân trọng kính mời hòa thượng Thích Tôn Quảng, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tịnh Biên lên thả bông bốn. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Văn Bá, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên lên thả bông bốn. Nó không cắt ra nữa, lên nó dướng như vậy, nó mắc kẹt lại. Một lần nữa xin trân trọng kính mời hòa thượng Thích Tôn Quảng, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tịnh Biên lên thả bông bốn. Chúc mừng. Xin trân trọng kính mời thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh An Giang. Xin trân trọng kính mời ông Cao Bon, phó trưởng ban dân chủ pháp luật dân tộc tôn giáo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Xin trân trọng kính mời ông Châu Phi Rôm, ủy viên ban thường vụ thị ủy, trưởng ban nhân dân thị ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Tịnh Biên. 200 chân hai trăm lư sầm lên rob chùm nôn bay nâng bà lên lang tình muối bay bay xong sầm lên ở bờ xa tô. Chân chia tì dòng ra bờ xa màu đỏ phê ni có ban chiên cho đo tì bằng chọc mà đoan tiên xôm thay o tân nâng o bạc tình. Kính thưa quý ngài và toàn thể quý vị, buổi lễ đã kết thúc của quý vị tuổi cho hòa thượng Sư Văn Phan Nha cho các đến đây là kết thúc. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn quý ngài mừng thọ cô giao cắt đã dành thời gian quý sinh năm 1954 70 tuổi địa chỉ tổ 14 khóm Mỹ An phường Núi Voi thị xã Tịnh Biên An Giang. Xin trân trọng kính mời các ngài và quý vị tham quan một số hình ảnh ở phía sau. Giờ này đến khi làm lễ mừng thọ xong rồi, buổi trưa là đến giờ cơm của các vị sư bên Nam Tông đó quý vị, Phật giáo Nguyên Thủy. Các vị sư chỉ dùng cơm mỗi ngày một lần, từ giờ này cho tới sáng mai chỉ được uống nước thôi quý vị, chứ không được dùng cơm nữa. Yeah.
Say lên nắp hút tên nhắn tay tà sma say lang vi sao
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.